Xin thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây là một bài nói về kế hoạch ném bom của Vatican. Thì bài viết này rất là dài, nhưng mình sẽ lược đọc cái phần chính yếu là cái kế hoạch ném bom xuống Việt Nam. Kế hoạch ném bom nguyên tử xuống Việt Nam. Vấn đề ngoại giao hữu nghị Việt Mỹ tổ chức các cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng do Mỹ đề nghị trên 17 năm qua. Đảng ta và nhà nước ta mở rộng đón nhận, nhưng không bao giờ ký kết thỏa ước, chỉ nghe và lăng bay vi bộ là cần tham khảo và nghiên cứu thêm. Hiệp ước, hòa ước, liên minh chỉ là mảnh giấy vụn đối với Mỹ khi trở cờ xâm lăng cướp nước. Cho dù Mỹ hàng năm khổ nhục đến Việt Nam đề nghị mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như đào tạo nguồn nhân lực, quân y, tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, chi phí tham gia đoàn quân mũ nồi xanh Liên Hiệp Quốc là của Mỹ, tức là hợp thức hóa cho cuộc đổ quân xâm lăng Mỹ-Việt Nam, sẽ đánh mất bản chất quân đội nhân dân, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào giành độc lập thống nhất đất nước và Việt Nam là ngọn cờ giải phóng đánh đuổi thực dân đế quốc đô hộ. Vì không còn hai cực như trong thời chiến tranh Mỹ xâm lăng Việt Nam, là đoàn quân bảo an Liên Hợp Quốc gồm có Ba Lan, Tiếp Khách, Ấn Độ, Hungary đến Việt Nam để kiểm soát và tố cáo Mỹ vi phạm tội ác chiến tranh là sử dụng vũ khí sinh hóa CPU, napalm và bom nguyên tử, cứu hộ thiên tai và hy vọng hợp tác quốc phòng song phương sẽ đóng góp phần thắt chặt quan hệ Việt Mỹ vì hòa bình và ổn định vùng châu Á Thái Bình Dương, khu vực đang đối mặt với các tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông. Chính vì thế, Bộ Chính trị Việt Nam đã thông qua một chính sách coi đế quốc Mỹ là kẻ thù lâu dài, nguy hiểm và thâm độc. Cho dù Mỹ có bỏ cấm vận ngày 3 tháng 2 năm 1994 và ban giao ngày 11 tháng 7 năm 1995, kế hoạch ném bom nguyên tử xuống Việt Nam, cuộc đối thoại ở Nhà Trắng ngày 15 tháng 4 năm 1968, năm 1985 trả lời phỏng vấn tạp chí Time cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon cho biết: "Tôi đã từng xem xét khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử tại chiến trường Việt Nam. Tuy nhiên, bản báo cáo mật Nuclear Tactical vũ khí nguyên tử chiến thuật tại Đông Nam Á hoàn tất tháng 3 năm 1967 cho thấy Mỹ đã có đồng ý đồ tấn công miền Bắc Việt Nam bằng vũ khí nguyên tử khi cuộc chiến leo thang từ năm 1960, với ý định rút ngắn chiến cuộc và giảm thiểu tổn thất nhân mạng. Ý đồ này sau đó được mô tả khá rõ trong quyển Nuclear Weapon Việt Nam qua vũ khí nguyên tử và cuộc chiến tranh Việt Nam, kèm lời nhận định Việt Nam là mục tiêu tấn công hạt nhân gần nhất của Mỹ kể từ sự kiện Hiroshima và Nagasaki. Ngoại trưởng Kissinger: "Tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường tấn công vào các nhà máy điện, hải cảng của Bắc Việt Nam." Tổng thống Nixon: "Thôi, thà sử dụng bom nguyên tử còn hơn." Kissinger: "Điều đó tôi e nặng tay quá." Nixon: "Bom nguyên tử, ông ấy nấy về điều đó à?" Kissinger: "Tôi không muốn ngài nghĩ lớn hơn." Một tháng sau cuộc đối thoại này ấy, Nixon ký lệnh leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Trong lần trả lời phỏng vấn tờ Time năm 1985, Nixon cho biết: "Tôi có xem xét khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử, nhưng loại bỏ khả năng ném bom phá đê vì làm như thế có thể dìm chết khoảng 1 triệu con người. Và cũng vì lý do ấy, tôi đã quyết định hủy bỏ khả năng tấn công bằng bom nguyên tử, bởi vì đó không phải là mục tiêu quân sự." Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại với Kissinger vào tháng 5 năm 1972,
Ý đồ của Nixon hoàn toàn không phải vậy. Nixon, điểm duy nhất tôi và ông không tán đồng là về vấn đề ném bom nguyên tử. Tại sao ông cứ lo đến sinh mạng đám dân chết tiệt ấy? Tôi cấp cần chuyện đó. Kissinger, tôi không quan ngại về sinh mạng dân thường vì tôi không muốn cả thế giới nhìn ông như một thằng bán thịt. Chúng ta có thể chiến thắng mà không cần phải giết dân. Trên đây là những cuộc đối thoại được trích ra từ số băng với thời lượng lên đến 500 giờ ghi lại các cuộc đối thoại của Richard Nixon ở Nhà Trắng. Số băng này được Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ công bố vào tháng 3 năm 2002. Báo cáo mật của Jackson. Vào thời điểm cao độ của chiến tranh Việt Nam, dù quân đội Mỹ dội bom không thương xót xuống miền Bắc bằng một chiến dịch ném bom lớn nhất trong lịch sử, ném liên tục 3 năm từ tháng 3 năm 1965 với lượng bom lớn hơn tổng lượng bom ném xuống toàn châu Âu thời đệ nhị thế chiến, thế nhưng vẫn không tạo được tác động mạnh. Vì vậy, mùa hè năm 1966, Lầu Năm Góc ra lệnh triệu tập một nhóm quy tụ còn những khoa học gia tinh túy nhất nước Mỹ, khoảng 50 người với tên gọi là Jackson, có nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Bắc Việt Nam bằng vũ khí nguyên tử với ý đồ xoay chuyển cục diện chiến cuộc. Jackson là một bộ phận có tầm ảnh hưởng lớn, song ít được biết đến vì phần lớn công việc được điều tiến hành trong phòng bí mật. Mỗi năm Jackson ngốn khoản ngân sách 1,5 triệu USD từ Bộ Quốc phòng và 2,5 triệu USD từ Bộ Năng lượng. Thời điểm 1960, nhóm Jackson gặp gỡ bàn bạc trong 6 tuần lễ liên tục tại UC Santa Barbara để hoàn tất ba nghiên cứu quan trọng gồm: một, chiến thuật cắt đứt các đường dây tiếp vận của Việt Nam. Chiến thuật cắt đứt các đường dây tiếp vận của Việt Cộng. 2. Xây dựng hệ thống hàng rào điện tử khắp Việt Nam. 3. Chiến thuật vũ khí nguyên tử ở Đông Nam Á. Hai nghiên cứu đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ Robert McNamara vận dụng triệt để trong chiến tranh. Còn bản nghiên cứu thứ ba là bản báo cáo mật dài 55 trang, phân tích khả năng nên sử dụng vũ khí nguyên tử thế nào vào chiến trường Việt Nam. Kỳ 1, cuộc đối thoại ở Nhà Trắng ngày 31 tháng 5 năm 1968. Những mục tiêu tấn công chiến thuật, báo cáo Jackson đề xuất sử dụng các loại vũ khí thượng thặng để tấn công Việt Nam, bác bỏ khả năng sử dụng hệ thống tên lửa ADN, pháo binh hoặc các loại tên lửa tầm trung và ngắm được trang bị đầu đạn hạt nhân. Cụ thể, Jackson lên phương án dùng chiến đấu cơ ném bom xuất kích từ các hạm đội nhằm giảm thiểu tỷ lệ rủi ro. Loại chiến đấu cơ được đề xuất là A-4 Skyhound, có thể chở được các loại bom B-28 20 kiloton, B-43 1 megaton, B-57 10 kiloton hoặc B-61 100 đến 500 kiloton. Để đáp ứng chiến thuật gọi là nghiên cứu khoan lòng đất nhằm phá hủy hệ thống đường hầm kiên cố của quân giải phóng được bao bọc bằng thép dày ở sâu dưới lòng đất, trong số các mục tiêu tìm diệt quan trọng, Jackson đề cập đến nơi tập trung quân đội. Đa số các đợt tấn công nguyên tử trong các cuộc diễn đều phải được nghiên cứu kỹ để đánh trúng chính xác vào vị trí đóng quân của đối phương. Mỗi cú đánh, mỗi quả bom phải thu được kết quả trung bình là thương vong từ 100 đến 300 binh sĩ. Tuy nhiên, thực tế rất khó thực hiện vì đối phương chia nhỏ đội hình, liên tục thay đổi địa điểm đóng quân nên sử dụng vũ khí nguyên tử ít đạt hiệu quả và hoàn toàn không khả thi trong trường hợp đối phương áp dụng kỹ thuật đánh nhanh, rút gọn. Tóm lại, việc sử dụng vũ khí nguyên tử vào các mục tiêu quân đội chỉ có tác dụng trong trường hợp ngăn chặn đối phương di chuyển với quân số lớn và tập trung trong một diện tích giới hạn. Bộ Chỉ huy và các trung tâm truyền tin ở Việt Nam, những căn cứ quân sự cố định của quân giải phóng ở Việt Nam là những mục tiêu thích hợp cho tấn công nguyên tử, đặc biệt trong trường hợp tấn công không cần cảnh báo. Tuy nhiên, địa bàn của mỗi cứ địa thường quá rộng, khoảng 160 km vuông, nên muốn tấn công
cần phải định vị mục tiêu dưới sự hỗ trợ của máy bay do thám. Khi đã định vị, dùng vũ khí nguyên tử tiêu diệt mục tiêu sẽ có hiệu quả cao hơn vũ khí quy ước. Với sức công phá cao, vũ khí nguyên tử có thể hủy diệt bộ chỉ huy đối phương dưới hệ thống hầm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, do hệ thống đường hầm rất kiên cố nên cần phải sử dụng nhiều vũ khí nguyên tử và phải đánh trúng mục tiêu trong khoảng cách vài trăm mét. Hệ thống đường tiếp vận, đây là mục tiêu chính của các đợt không kích mang tên Rolling Thunder, tiếng sấm trong trời, gần đây nhắm vào Bắc Việt Nam, đặc biệt là hệ thống đường xá, đường xe lửa. Đa số các mục tiêu đều phân bố tàn mát hoặc cơ động, do đó không phù hợp với sử dụng vũ khí nguyên tử. Những mục tiêu tốt nhất cho vũ khí nguyên tử sẽ là hệ thống cầu, đã có 42 mục tiêu tấn công tính đến tháng 3 năm 1966. Tuy nhiên, tấn công cầu bằng bom quy ước không tạo được hiệu quả mong muốn và thường bị đối phương khôi phục một cách nhanh chóng. Một quả bom nguyên tử cỡ 1 kiloton có thể thổi bay hoàn toàn mục tiêu nếu ném trúng ở khoảng cách vài trăm feet. Với mục tiêu loại này có thể giới thiệu loại hỏa tiễn không đối địa. Với loại đầu đạn có sức công phá cao, có tác dụng không kém vũ khí nguyên tử. Sân bay và các khu vực bố trí SAM. Sân bay là mục tiêu lý tưởng cho vũ khí nguyên tử và cũng là mục tiêu đắt giá đối với chiến thuật ném bom quy ước. Hiện Bắc Việt Nam có 14 sân bay, trong đó 4 sân bay không thể tiếp tục sử dụng sau các đợt ném bom Rolling Thunder. Đưa vũ khí nguyên tử vào cuộc sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa toàn bộ 10 sân bay còn lại. Các khu bố trí hỏa tiễn SAM cũng là những mục tiêu vũ khí nguyên tử có thể hủy diệt rất hiệu quả, nhưng có thể đối phương sẽ tản mát hoặc ngụy trang các bệ phóng khiến vũ khí nguyên tử không thể tấn công được. Việc tiêu diệt hệ thống SAM sẽ đem lại ưu thế rất lớn cho chiến dịch không kích, cho phép máy bay tấn công ở độ cao vừa đủ vượt ngoài tầm bắn của pháo cao xạ, đường mòn và đường đèo độc đạo. Cần một lượng lớn vũ khí nguyên tử khoảng vài trăm để thổi tung cây cối chặn toàn bộ các tuyến đường mòn, đường đèo giữa Bắc Việt Nam và Trung Quốc hoặc Bắc Việt Nam và Lào. Những con đường quan trọng này sẽ bị xới tung lên trong chiều dài hàng chục dặm. Nếu mở một đợt đánh phá quy mô sử dụng hàng trăm quả bom cỡ 100 kiloton, ắt hẳn đối phương phải huy động đến 50.000 nhân công để có thể hoàn tất công tác sửa chữa trong vòng 1-2 tháng. Điều quan trọng cần chú ý, nên tiếp tục không kích bằng bom quy ước để phá rối các công tác sửa chữa. Kỳ 2, những mục tiêu tấn công chiến thuật năm ngày 1 tháng 6 năm 2004, giải cứu Khe Sanh. Đây là một trong những lần Lầu Năm Góc xem xét nghiêm túc nhất về khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử tại Việt Nam. Trận đánh Khe Sanh chính thức bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 1968, khoảng 15.000 đến 20.000 quân chủ lực của ta. Số liệu ước tính của Lầu Năm Góc vây chặt 6.000 thủy quân lục chiến Mỹ trong suốt 77 ngày đêm liên tục, khiến nội các Johnson phải nghĩ đến chuyện sử dụng vũ khí nguyên tử để giải vây. Nhiều bằng chứng cho thấy nội các Johnson đã thảo luận trong nhiều phiên họp liên tục, đặc biệt là ở thời điểm căng thẳng nhất từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng 2 năm 1968 về khả năng tấn công nguyên tử. Theo lời Johnson, tôi ao ước không bao giờ phải đối mặt với quyết định sử dụng vũ khí nguyên tử. Do đó, tôi yêu cầu các ngài tướng lĩnh phải bảo đảm với tôi là chỉ sử dụng một vũ khí quy ước, song vẫn có thể bảo vệ được Khe Sanh. Các bạn ghi nhớ gửi tướng Wheeler ngày 31 tháng 1 năm 1968, Robert Greenbull, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, nhấn mạnh nếu tình hình Khe Sanh chuyển biến ngày một xấu đi và đến mức tuyệt vọng, khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử sẽ được đề xuất. Trước đó, Greenbull và Chủ tịch
NSC Quadroton đã bàn bạc vấn đề này trong nhiều tuần lễ. Ngày hôm sau, Wechsler đem cái nhấn mạnh của Gibbon ra thảo ý kiến của tướng Westmoreland và đô đốc Ulset Sharp, hai viên tư lệnh của đội quân đội tại Việt Nam. Wechsler lưu ý rằng chiến trường Khe Sanh cũng gần giống Điện Biên Phủ, và liệu đây có phải là mục tiêu thích hợp để tấn công bằng vũ khí nguyên tử hay không. Nếu có, việc chuẩn bị sẽ tiến hành ra sao. Lúc này Westmoreland và Sharp đã phải thảo luận với nhau để triển khai một vài kế hoạch. Cả ba nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đều nghĩ không nhất thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng với nhãn quan quân sự, cả ba đều cho rằng việc lên kế hoạch chuẩn bị là cần thiết. Lập tức Westmoreland cho thành lập một bộ phận bí mật chuyên nghiên cứu về khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp Khe Sanh thất thủ. Trong sổ ghi nhớ sau này, Westmoreland viết: xem xét khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Khe Sanh là một ý tưởng khôn ngoan. Khu vực xung quanh Khe Sanh gần như không có người ở, do đó số lượng thường dân bị thương vong sẽ ở mức thấp nhất. Westmoreland cũng nhắc lại trường hợp mà ném bom nguyên tử thời đệ nhị thế chiến và với mục đích gửi thông điệp đến Nhật Bản trong chiến tranh Triều Tiên. Vũ khí nguyên tử đóng vai trò răn đe nhắm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhiều người cho rằng đã góp phần chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên. Ông viết sử dụng vài quả bom nguyên tử cỡ nhỏ ở Việt Nam, hoặc thậm chí đe dọa sử dụng, sẽ nhanh chóng góp phần kết thúc sớm cuộc chiến tranh. Nếu Washington muốn gửi thông điệp đến Hà Nội, chắc chắn vũ khí nguyên tử cỡ nhẹ sẽ làm được điều này rất hiệu quả. Westmoreland cảm giác rằng đó là thậm chí sau này thất bại trong nỗ lực sử dụng vũ khí nguyên tử là một sai lầm. Trong lúc mà nội các đang ngấm ngầm chuẩn bị kế hoạch triển khai khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử, nguồn tin bị rò rỉ ra ngoài. Trên kênh truyền hình CBS, thượng nghị sĩ Eugene McCarthy đang vận động tranh cử tổng thống trả lời công khai về kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử của nội các Johnson. Thủ tướng Anh lúc bấy giờ, ông Harold Wilson, trong chuyến thăm Washington đã trả lời phỏng vấn của CBS rằng: thật điên rồ nếu Mỹ sử dụng một vũ khí nguyên tử. Điều đó không chỉ đem lại hậu quả thảm khốc cho vị thế của nước Mỹ, mà còn lại khởi đầu rất nguy hiểm cho khả năng leo thang chiến tranh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng có một số nghị sĩ tán đồng quan điểm sử dụng vũ khí nguyên tử. Thành viên Ủy ban Đối ngoại Nhà Trắng cho rằng hoàn toàn ngu ngốc nếu chịu đựng thất bại thảm khốc tại Khe Sanh, trong khi nghị sĩ Charles Bennett kêu gọi sử dụng bất cứ sức mạnh nào để giành chiến thắng, ngay cả khi đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử và xâm lược Bắc Việt Nam. Trong bản thông cáo báo chí ngày 9 tháng 2, Tổng thống Johnson phản ứng kịch liệt: trong suốt 7 năm qua, tôi chưa hề nhận được lời yêu cầu triển khai vũ khí nguyên tử nào cả. Do đó, tôi muốn chấm dứt thảo luận về vấn đề này. Chiến dịch giải vây sau đó giao cho Westmoreland được toàn quyền sử dụng bất kỳ loại vũ khí quy ước nào để bảo vệ Khe Sanh. B-52 Mỹ đã dội hơn 100.000 tấn bom xuống vùng giao tranh rộng vỏn vẹn 5 dặm vuông. Đây là cuộc dội bom được xem là có mật độ dày nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Kỳ 3 giải cứu Khe Sanh ngày 2 tháng 6. Chiến dịch cái mốc vịt. Sau khi đắc cử tổng thống năm 1968, Nixon đã củng cố vấn đề an ninh quốc gia bí mật, hoạch định chiến dịch mang tên Đúc Hóc Operation, tạm dịch chiến dịch cái mốc vịt, một mà chiến dịch được phát thảo rất tỉ mỉ, đáp ứng được nôn nóng kết thúc sớm cuộc chiến tranh ở Việt Nam của Nixon. Ngày 27 tháng 1 năm 1969, Nixon, Kissinger, tướng Wheeler và Bộ trưởng Quốc phòng Melvin
Nhóm họp thảo luận các khả năng tấn công có thể làm choáng váng Bắc Việt Nam để tạo thuận lợi trong cuộc đàm phán ở Paris ngày 21 tháng 2. Chuyển cho Kissinger bản thảo báo cáo của Hội đồng Chỉ huy Liên quân, phát thảo sơ hộ về kế hoạch. Bản báo cáo mật này hoạch định 5 phương án tấn công, trong đó phương án cuối cùng có tên gọi là thuật leo thang chiến tranh, sử dụng vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học hoặc các loại vũ khí hóa học hạng nặng. Phương án này được ghi chú đặc biệt là sử dụng các loại vũ khí này trên chiến trường Việt Nam có thể tạo nên sự phản ứng mạnh của dư luận và quốc hội, có thể gây ra sự chống đối trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Okinawa, Nhật Bản. Không ai trong số Lang, cố vấn an ninh quốc gia Kissinger hoặc Alexander, trợ lý quân sự của Kissinger, có ý định phản bác phương án này. Luận với Kissinger, hai gọi đây là kế hoạch bao quát hơn tất cả những gì ngài tổng thống mường tượng, là dấu hiệu của sự chấp thuận theo ý định leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Kissinger nhận xét đây là kế hoạch có quan điểm tốt, nhưng trước bối cảnh thực tế, trước sức ép của dư luận trong nước và quốc tế, việc triển khai kế hoạch này khó được chấp nhận. Vì vậy Kissinger chọn phương án triển khai phương án trong bí mật là và công khai. Phương án đó được gọi là chiến dịch cái móc vịt. Những điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch là các phương án sử dụng sức mạnh quân sự khổng lồ của Mỹ để đánh phá Bắc Việt Nam. Trong khoảng thời gian xuân đến mùa hè năm 1969, những mục tiêu đánh phá bao gồm ném bom Hà Nội, Hải Phòng và những khu vực chiến lược khác ở Bắc Việt Nam, thả thủy lôi ở các hải cảng, sông ngòi, ném bom phá hủy hệ thống đê sông Hồng, xua quân Bắc tiến, phong tỏa cảng Sina, dùng vũ khí nguyên tử phá hủy đường mòn Hồ Chí Minh, nơi mà theo Lầu Năm Góc mỗi tháng quân ta chuyển được 4.500 quân và mỗi ngày vận chuyển được 300 tấn hàng tiếp tế các loại. Và cuối cùng là ném bom các tuyến đường sắt chính nối Bắc Việt Nam với Trung Quốc. Một kế hoạch hỗ trợ khác bí mật hơn cũng được vạch ra là sử dụng vũ khí nguyên tử tấn công các tuyến đường sắt vốn là đầu mối tiếp nhận viện trợ chính từ Trung Quốc và Liên Xô. Theo Hardeman, tổng tham mưu của Nixon, Kissinger đã lobby cho khả năng tấn công hạt nhân trong suốt mùa xuân và mùa thu năm 1969. Cuối tháng 8, Nixon xem xét kế hoạch K của Kissinger nhưng tạm thời chưa quyết định. Đến đầu tháng 9, sợ Nixon lung lay quan điểm trước sức ép dư luận, Kissinger chủ động đốc thúc tổng thống chấp thuận cái gọi là sự chọn lựa tháng 11, một kế hoạch tấn công ồ ạt tàn ác nhắm vào Bắc Việt Nam hòng chấm dứt chiến tranh. Ngày 9 tháng 9, Kissinger gặp tướng Wheeler để thảo luận về kế hoạch tấn công quân sự theo chiến dịch đúc hóc và truyền đạt lệnh ủy nhiệm của tổng thống rằng đây là chiến dịch giới hạn thông tin, kể cả bộ trưởng quốc phòng cũng không được biết. Đầu tháng 9, Kissinger thành lập một tiểu ban tuyển lựa từ ban tham mưu của mình, đặc trách nghiên cứu khảo sát khả năng ăn biến trả biến của quân sự của hai phía. Trong những năm ở Nhà Trắng, Kissinger viết: "Tôi bảo với tiểu ban này là những gì tôi cần biết và là một kế hoạch quân sự có tác động cực mạnh lên khả năng quân sự đối với đối phương, trong đó có khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử trong tình huống được kiểm soát cẩn thận. Một tài liệu mật mang tên khái niệm chiến dịch đưa vào giữa tháng 9 nhấn mạnh nước Mỹ luôn kiên định trong việc cung ứng bất kỳ lực lượng nào cần thiết trong việc bảo vệ những mục tiêu của mình tại châu Á. Sức ép của dư luận quốc tế trong nước và khả năng Trung Quốc, Liên Xô phản ứng cũng rất quan trọng, nhưng cũng không cần thiết phải xóa bỏ những hành động mạnh nhắm vào Bắc Việt Nam." Bản tài liệu này cũng ghi chú việc đánh bom đê sông Hồng sẽ gây nên một vấn đề nghiêm trọng trong nội bộ nước Mỹ. Trong suốt tháng 9 và 10, Nixon tiếp tục đưa ra những tuyên bố đe dọa leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Để nhấn mạnh thêm ý định của mình, Nixon ra lệnh báo động ngầm trong toàn bộ hệ thống vũ khí nguyên tử chiến thuật của Mỹ,
trên toàn thế giới. Đây là được xem là trong những chiến dịch lớn nhất trong lịch sử quân sự Mỹ, bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 và kết thúc một tháng sau đó. Tuy nhiên, khi những hoạt động phản chiến trong nước bùng nổ đến giữa tháng 11, Nixon đã phải âm thầm hủy bỏ chiến dịch Đúc Khóc. Trong sổ ghi nhớ sau này, Nixon cho biết chính sự phản ứng dữ dội của dư luận trong và ngoài nước trước kế hoạch leo thang chiến tranh đã làm xói mòn ý định triển khai chiến dịch. Một thời gian lâu sau, ông ta mới tiết lộ kế hoạch trên cho Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng ông William Roger và Mary Lane. Hai nhà khoa học tham vấn trong Tổng thống cho Tổng thống về kế hoạch trên cũng là lên án khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử về cả lý do quân sự lẫn đạo đức. Kỳ 4, chiến sự cái mốc vịt ngày 3 tháng 6. Vì sao Mỹ chấp nhận thua, không tấn công nguyên tử? Định sử dụng vũ khí nguyên tử vào chiến trường Việt Nam. Theo Lyndon Johnson năm 1968, tôi không muốn trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên thất trận, còn Nixon, nước Mỹ không thể thua trận và thương vong là lẽ đương nhiên của chiến tranh. Thế nhưng qua hai đời tổng thống Mỹ, vũ khí nguyên tử vẫn không được đưa vào sử dụng. Đây là kết quả đấu tranh vì hòa bình của nhân dân, tiến bộ Mỹ và toàn thế giới. Tuy nhiên, vẫn có một nguyên nhân sâu xa khác, sợ bị trả đũa. Tài liệu mật Jason đã đề cập ở kỳ 1 và kỳ 2 phân tích rất cẩn thận đến khả năng bị phản công. Một khi Mỹ đưa bom nguyên tử vào sử dụng cùng với quân ta, sẽ triển khai vũ khí nguyên tử đó như thế nào? Ở thời điểm năm 1966, Trung Quốc mới tiến hành thử và triển khai vũ khí hạt nhân đầu tiên. Do đó, nguồn cung cấp chính cho quân giải phóng rất có thể đến từ Liên Xô. Hệ thống tên lửa, chiến thuật và khả năng tấn công bằng cách dùng chiến đấu cơ ném bom của Liên Xô. Phải thẳng thắn công nhận, điều sử dụng những đầu đạn hạt nhân hạng nặng có sức công phá nhiều kiloton. Trang 32. Loại nhẹ nhất trong số vũ khí này cũng có thể ban đầu đạn đến 1.000 pound, khoảng 450 kg. Rất khó cho những toán quân đánh theo chiến thuật du kích do trở ngại trong việc vận chuyển. Trang 6. Do đó khả năng trả đũa cao nhất rất có thể xảy ra xuất phát từ việc Liên Xô triển khai tấn công từ các chiến đấu cơ hoặc bị hỏa tiễn phóng đi các chiến hạm ngoài đại dương. Jason lưu ý thêm khả năng Liên Xô thiết kế được loại vũ khí nguyên tử riêng biệt cho bộ binh là rất thấp. Trang 31. Nhưng khả năng đầu đạn nguyên tử được bắn đi từ súng cối, súng không giật nặng vài trăm phao với tầm bắn xa vài dặm là khả dĩ. Đây là các loại vũ khí nguyên tử tương tự như hệ thống hỏa tiễn Little John hoặc phi đạn rocket của Mỹ, được bắn từ các bệ pháo không giật 120mm đến 150mm. Rất có thể quân giải phóng đã sở hữu loại vũ khí này dù lúc đó Mỹ không hề xác định được là do Liên Xô hay Trung Quốc cung cấp. Điều cốt yếu trong việc Liên Xô cung cấp vũ khí nguyên tử chiến thuật cho quân giải phóng, theo Jason, chắc chắn sẽ là những loại vũ khí gọn nhẹ. Dù trong các trận chiến trên bộ, những loại vũ khí cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ được đưa vào Bắc Việt Nam và sau đó theo đường mòn Hồ Chí Minh vận chuyển vào Nam với độ khó khăn đạt mức thấp nhất. Mặc dù chắc chắn họ phải mất nhiều tháng để có thể chuyển được từ 50 đến 100 vũ khí nguyên tử theo cách này. Trang 38. Khả năng phản đòn và có thể có một mà Mỹ khi Mỹ tung vũ khí nguyên tử vào cuộc, Jason nghiên cứu 3 khả năng. Thứ nhất là đợt tấn công dồn dập từ 70 đến 100 vũ khí nguyên tử, loại từ 10 đến 20 kiloton, đồng loạt nhắm vào nhiều căn cứ quân sự Mỹ. Khả năng tấn công này là không thể hoặc loại trừ. Nó đòi hỏi sự hợp đồng tác chiến rất chặt chẽ, có phần mạo hiểm nếu thực thi mệnh lệnh không đồng đều. Thứ hai, khả năng tấn công kéo dài từng đợt tấn công của từng đơn vị du kích đánh vào từng mục tiêu kéo dài trong nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng. Đây là khả năng có thể xảy ra nhất
quy tụ lực lượng nhằm nằm vùng đối với việc các đơn vị quân giải phóng chủ lực xâm nhập bằng xe hoặc tàu thủy, tấn công bằng súng cối có đầu đạn nguyên tử. Khả năng tấn công thứ ba, tấn công trả tấn công trả thù do quân giải phóng không đủ lượng binh khí nguyên tử để mở một cuộc tấn công chiến thuật toàn diện. Để triển khai khả năng thứ ba, quân giải phóng sẽ dồn số vũ khí nguyên tử để tấn công những mục tiêu chiến lược quan trọng. Theo Jason, phi trường Tân Sơn Nhất sẽ là mục tiêu lý tưởng nhất ở Nam Việt Nam. Phi trường tọa lạc ở ngoại ô Sài Gòn, trong một khu vực có rất ít dân cư và là một mục tiêu chiến thuật quan trọng. Hơn nữa, thực tế của công tác an ninh hiện tại của phi trường không đảm bảo một cách chắc chắn. Sẽ có lúc mà một vali bom lọt lưới vào trong trang 41. Cuối cùng, Jason nhẩm tính có 14 căn cứ quân sự Mỹ có thể bị chiến tranh cho bị biến thành tro bụi hoàn toàn nếu như dính phải một hoặc hai quả bom nguyên tử cỡ 10 kiloton. Tổng cộng sẽ có 70 mục tiêu, nếu muốn đánh hết đòi hỏi khoảng 150 quả bom cỡ 10 kiloton, trừ hao một cơ số bom có thể bị điếc hay bị bắn trên đường vận chuyển. Mặc dù ở thời điểm năm 1966, lượng vũ khí nguyên tử chắc chắn ngoài tầm cung cấp của Trung Quốc, nhưng cần phải nể trọng kho vũ khí nguyên tử của Liên Xô vốn có khả năng cung cấp không giới hạn, cung cấp cho Việt Nam vũ khí nguyên tử không giới hạn. Cuối cùng, vì sao Mỹ chấp nhận thua, không tấn công nguyên tử? Ngọc Thịnh trích báo Thanh Niên Online số ra ngày 30 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2024, Nhân dân Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 2013, được bài báo này của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đấy, đó là bài viết kế hoạch ném bom nguyên tử xuống Việt Nam mình.